có ban trở lại với cả toàn. Tử vi dần thân tị hợi, dần nóng tính quân tử, thân kiêu căng hướng ngoại, tị nhiệt thành tháo thắng, hợi trầm tính nội tâm. Đó là những tính cách chung của các tuổi trên. Nếu xét theo mệnh ngày sinh hay còn gọi là nhật can trong mệnh lý bát tự tứ trụ, những người sinh mệnh ngày hành âm thường hướng nội nhẫn nại, người sinh mệnh ngày hành dương thường hướng ngoại mạnh mẽ. Kết hợp với năm sinh, tháng sinh, nhật can tức mệnh ngày sinh là biết được 7-8 phần tính cách của một con người. Các bạn tham khảo hình minh họa. Bát tự tứ trụ xét về năm tháng ngày giờ, mỗi một cột sẽ có những mật mã khác nhau. Vì vậy các bạn không nên lưu tâm đến mệnh theo năm sinh khi xem video này, vì năm sinh chỉ là một yếu tố trong 8 ô sinh thần bát tự. Bài này Khải Toàn xin chia sẻ vài mật mã của 4 chữ dần thân tị hợi và thuộc mệnh khuyết cải vận. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Người quá nóng tính khi hành động thiếu suy xét, hậu quả không thể lường. Người có mật mã dần tị thường nóng tính, hợi thì cọc tính, thân thì khó nhường nhịn khi bị thị phi. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, dần thân tị hợi là tứ trường sinh. Dần là trường sinh của hỏa, thân là trường sinh của thủy, tị là trường sinh của kim và hợi là của mộc. Tứ trường sinh còn hiểu theo nghĩa là người sống thọ, người có mệnh biến chuyển. Người ta hay bảo nhau tuổi hợi sướng lắm, tuổi dần khổ, nhất là con gái. Thật ra quan niệm này hoàn toàn không chính xác với tất cả. Giàu sang hay có tướng hảo là nghiệp quả từ đời trước, nhưng sướng khổ có thể chuyển hóa bằng tuệ nhãn, bằng sự tinh tấn tu dưỡng tâm tánh. Chẳng có mệnh nào sướng hay khổ mãi. Phong thủy gọi là số mệnh, Phật pháp gọi là vận mệnh. Số mệnh không thể thay đổi, nhưng vận mệnh thì có thể. Giả dụ người sinh mùa hè tính nóng nảy, nhiệt thành, làm việc không ngơi nghỉ, hay người sinh mùa xuân thường quân tử bảo thủ, có lòng tốt, đó là số mệnh. Chính vì quá nóng nảy hay bảo thủ dễ mang họa vào thân vì những hành động thiếu suy xét. Dùng phong thủy không thể thay đổi được số mệnh, nhưng nếu tu dưỡng tâm tánh, điều phục tâm nóng nảy thì có thể chuyển hóa được vận mệnh. Tài lộc, tình cảm hay thọ mạng đều có thể thấy được trong sinh thần bát tự. Nếu mệnh có tài phú, là người biết bố thí tài ở đời trước. Mệnh có tình cảm biên dung, là người biết bố thí lòng từ. Tu nhân nào sẽ có quả ấy là lẽ tự nhiên. Khải Toàn xin phép nêu vài ví dụ mệnh có tứ trường sinh, dần thân tị hợi. Mệnh sinh tháng 3 năm 80, mệnh kỵ mộc khuyết kim. Sinh mùa xuân mộc ruộng nên kỵ mộc khuyết kim. Mệnh này có sao quý nhân, sao hồng diễm, cung tài khá vượng. Anh gia chủ này là một ông chủ của một hệ thống tiệm tóc nam, người cọc tính nhưng rất lành tính, cuộc đời gặp nhiều quý nhân. Mệnh nam sinh ngày Ất hành mộc âm, tính cách trầm lắng, dễ nứt ướt trong chuyện tình cảm, người vì gia đình. Mệnh sinh ngày Ất hành mộc, cung chính tài là thổ dương. Mệnh có bốn trụ mậu thổ hành thổ dương là mệnh có tài phú. Mệnh nam có sao hồng diễm, dễ rơi vào đào hoa và mạnh mẽ chuyện chăn gối. Sinh mùa xuân mộc vượng, mệnh kỵ mộc khuyết kim. Mộc vượng thường quân tử thái quá, nếu không điều tiết sẽ ảnh hưởng về sau, về những người mình giúp đỡ sai lầm. Tiếp theo, Khải Toàn xin ví dụ một người sinh tháng 6 năm 86, mệnh kỵ hỏa khuyết thủy. Mệnh của cô có sao lộc thần tại dần, văn xương tại tỵ, cung tài đất vượng. Lộc thần là mệnh phát tài, văn xương là mệnh thông minh sáng dạ. Năm dần đại diện cho mộc hỏa, tháng nọ là hành hỏa, tiết khí giữa mùa hè hỏa vượng. Ngày giờ là ngọ tỵ đều hành hỏa. Mệnh là cả kho hỏa, có thể bốc hỏa bất cứ khi nào. Người sinh mùa hè tính tình rất nóng nảy,
cô là người nhiệt thành, thông minh, giỏi giang. Sinh mùa hè hỏa vượng, kỵ hỏa chiếu thủy, hỏa vượng làm việc không ngơi nghỉ. Mệnh sinh ngày giáp thành mộc dương, cung chính tài là thổ âm, cung hỏa là thực thương, tức nguồn sinh cho cung tài. Mệnh hỏa thổ quá vượng, lại có cả mật mã lộc thần, đây đích thị là mệnh có tiền của. Ngoài đời cô gia chủ này là người tài hoa, rất đáng mến. Người sinh năm dần hoặc sinh tháng dần, ngũ hành thuộc mộc hỏa. Người có tính quân tử, khi nóng giận khó kiềm chế, thích hành động trượng nghĩa, thích giúp đỡ người khác. Dần thích tự do, không thích trói buộc, thích tán dương và công nhận thành quả, bảo vệ lẽ phải và nhiều hoài bão trong cuộc đời. Người sinh tháng dần tầm tháng 2 hoặc tháng 3 dương lịch. Người sinh tháng này thường kỵ mộc hỏa, thường khuyết kim, dùng hành kim là phương pháp cải vận hiệu quả. Người sinh tháng dần hoặc năm dần có tài lãnh đạo, có ý chí, nhưng đa phần nóng nảy bảo thủ. Nhưng họ vẫn thuộc nhóm người chịu thay đổi để tốt hơn nếu gặp được bậc thiện tri thức. Mong muốn điều phục được họ, bạn cần cương nhu theo thời điểm, đa phần họ thích lời ngon ngọt. Người sinh tháng thân hoặc năm thân, ngũ hành thuộc kim thủy, có phần kiêu căng, khó kiềm chế cảm xúc, không chịu thua kém bất kỳ ai, lời nói dễ gây sát thương. Họ thích tự do, hướng ngoại, yêu thương gia đình, bảo vệ gia đình hết mực, là người thích nghi tốt với hoàn cảnh sống. Người sinh tháng thân hoặc năm thân, tầm tháng 9 tháng 10 dương lịch. Người sinh tháng này thường kỵ kim và khuyết mộc, dùng hành mộc là phương pháp cải vận hiệu quả. Họ luôn thích nghi tốt với hoàn cảnh, dù khó khăn hay tốt đẹp, họ dễ nổi bật trong đám đông với khả năng hoạt bát của mình. Những người tuổi thân sinh các tháng cuối năm thường an phận, ít cầu tiến cũng như thiếu nhiệt huyết. Muốn điều phục được họ, thường dùng cương thân nhu, và họ thích tán dương lẫn lắng nghe họ nói chuyện. Người sinh tháng Tỵ hoặc năm Tỵ, ngũ hành thuộc hỏa, rất linh hoạt, ứng biến, thích nghi tốt với cuộc sống, nhiều nhiệt huyết, khéo giao tiếp. Họ thường giỏi kiếm tiền, thích kiếm tiền, một số chi li cẩn thận chuyện tiền nong. Đôi lúc thiếu sự kiên nhẫn, họ không chịu thua thiệt và dễ kiêu căng. May mắn thay, cuộc đời dễ có quý nhân phò trợ. Người sinh năm Tỵ hoặc sinh tháng Tỵ, tầm tháng 4 tháng 5 dương lịch. Người sinh tháng này thường kỵ hỏa và khuyết thủy, dùng hành thủy là phương pháp cải vận, gia tăng vận may. Người sinh tháng Tỵ năm Tỵ thường nhiệt thành, đôi khi thái quá, thích giúp đỡ người khác. Người hướng ngoại, khiếm khuyết lớn nhất vẫn là sự thiếu kiên nhẫn. Những người tuổi Tỵ sinh vào mùa hè là những người rất nóng nảy, khó có được tâm thái an tĩnh. Muốn điều phục được họ, thường dùng cương, thẳng thắn, và họ thích nghe lời động viên. Người sinh năm Hợi hoặc sinh tháng Hợi, ngũ hành thuộc thủy mộc. Hợi khá hiền lành nhưng rất cọc tính, thường an phận, ít phân tranh, giỏi thu xếp thời gian để được an nhàn. Người tuổi Hợi sinh các tháng hè có quyết tâm hơn, nhưng sinh sau tháng 9 đến tháng 1 dương lịch thường thiếu quyết tâm, ít cầu tiến, khó có thể có nhiệt huyết lớn trong một thời gian dài. Đa phần người sinh cuối năm thường ít phân tranh, dễ được mọi người yêu quý. Người sinh năm Hợi hoặc tháng Hợi tầm tháng 11, tháng 12 dương lịch. Người sinh tháng này thường kỵ thủy và khuyết hỏa, dùng mệnh khuyết hỏa là phương pháp cải vận, gia tăng vận may. Người có mật mã Hợi ở tháng hay năm là người giàu tình cảm và dễ bị dụ trong tình cảm. May mắn thay, họ thường có quý nhân trong cuộc đời. Muốn điều phục được họ, thường dùng cương vừa phải, họ thích nghe lời động viên, dễ bị trầm cảm nếu áp bức quá mức. Dần thân Tỵ Hợi là tứ trường sinh. Người có bốn mật mã này ở năm hay tháng sinh là nhóm người có khả năng thích nghi cao với cuộc sống, là những người dễ thuận theo thời thế. Đó là phẩm chất của người hợp thời. Họ không quá bảo thủ như nhóm có,
Tý Ngọ Mão Dậu. Người không quá bảo thủ hay chấp trước là những người may mắn. Tất cả khổ đau cũng vì chủ chấp, chấp vào cái tôi, không tùy thuận theo hoàn cảnh. Người mà biết tùy duyên, tùy thuận theo hoàn cảnh là người tự tại, không ôm vào lòng những phiền não bên ngoài. Vạn vật trong cuộc sống này để sinh trưởng cần thích nghi. Con người hay loài vật cũng thuận theo tự nhiên mà vươn lên. Vì thế, mệnh có mật mã dần thân tị hợi là nhóm có thêm cơ hội thích nghi. Mệnh có mật mã thìn tuất sửu mùi cũng có khả năng thích nghi lẫn bình hòa. Xem mệnh biết mệnh để có thể cải mệnh, cũng như khi khám bệnh biết được bệnh và uống đúng loại thuốc. Phật Pháp có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Không tạo nhân mong cầu sẽ không có quả phiền não. Nhưng người đời lại luôn tìm đến phiền não vì những mong cầu ngoài khả năng. Cầu tài cầu danh lợi, cầu tình duyên cầu con cái, toàn là những hạt giống phiền não. Người an lạc là người biết thuận theo hoàn cảnh, tùy thuận vào chúng sanh, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Định số đời này là nhân từ đời trước, kết quả hiện tại là nhân của thời quá khứ. Giả dụ muốn thành thạo nghề phải mất vài năm hoặc hơn chục năm. Vì vậy các bạn không nên kỳ vọng rằng phong thủy hay ai đó giúp bạn trả những món nợ mình đã tạo, dù là nợ tiền bạc hay nợ nghiệp duyên. Dùng phong thủy phù hợp giúp bạn thêm cơ hội thuận lợi về công danh, giống như bạn thay đổi phương pháp làm việc, được trang bị thêm những thứ phù hợp, được quý nhân mở đường. Phong thủy hay quý nhân cũng chỉ là những phương tiện trong cuộc sống. Người có tâm thuần thiện không tin vào phong thủy cũng chẳng sao cả, có tin vào dụng phong thủy tốt hơn đôi phần, vì phong thủy là phương tiện. Người đang u mê có tâm bất thiện, đừng nói đến phong thủy, ngay cả thần Phật cũng khó lòng phò trợ. Vì vậy nếu khởi tâm ý thiện, tin vào thiên địa quỷ thần là phương tiện cho bạn thêm cơ hội cải biến vận mệnh. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.